gửi tới các bác cái đầu kéo giật và em sẽ test thử luôn nhé. Các bác sẽ cắt được những cái cành khá là to một cách dễ dàng. Đấy, và em đã cắt thử với cái mẫu kéo đầu giật. Và bây giờ em sẽ đi chi tiết để các bác mình xem quay gần một chút về cái đầu giật đấy. Với kéo đầu giật này là một cái dụng cụ làm thủ công. Tuy nhìn các bác nhìn thì nó rất là đơn giản nhưng nó sẽ giúp các bác để mình cắt được những cái cành khá là to ở trên độ cao. Và với những cái kéo này em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng nhé. Đây là một cái dây. Cái dây này thì trước tiên các bác khi mua cái đầu kéo này, đây là một cái đầu kéo mới đây. Đấy, các bác sẽ buộc một lượt dây ở đây. Và các bác sẽ luồn lên cái phần cái đây là cái để các bác nhà mình luồn dây đây, em luồn trực tiếp như này cho các bác nhà mình xem này. Và với mỗi một cái đầu kéo như thế này thì đơn vị dụng cụ nông nghiệp em đang nhận ship gửi trên toàn quốc. Đấy, bác nào có nhu cầu về cắt cành giật cành hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và với cái chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó rơi vào tầm độ 2-3 cm, và chiều cao của cái từ phần lưỡi cắm lên tới đây là nó rơi vào tầm 30 cm. Và rất chỉ là dễ dàng, chỉ cần một cái ống tre hay là một cái ống lứa hoặc ống bạch đàn các bác cũng đã có thể sử dụng để cắt cành. Với cái kéo này thì các bác sử dụng quanh năm nhé, cắt những cành to cành nhỏ đều được. Và cái dây dù này rất tiện lợi, cái dây này các bác có thể thay thế bằng dây dù hoặc là thay thế bằng dây chạc. Còn nếu như cán các bác muốn nó dài ra thì các bác dùng cái xào 2m, 3m đều được nhé. Đây đem thử với cái cán chổi đây, rất chi là dễ dàng. Và với cái mẫu kéo này thì đơn vị em đang gửi tới các bác giá sẽ là 150.000 trên một đầu. Giá rất chi là tốt cho các bác nhé. Để bác nào mà đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, đang muốn mua cái mẫu này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay. Thì em sẽ tiếp tục chi tiết về cái phần lưỡi thép của nó. Cái lưỡi thép này nó là một cái phần lưỡi thép đa năng. Các bác nhìn đây nó là một cái hình móc giật này. Đấy, cái này nó sẽ là cái móc giật nhá. Các bác có thể vừa làm để sử dụng để giật cành rơi xuống mà vừa là để cắt cành luôn. Và đây là cái lò xo. Cái lò xo này rất dễ kiếm, thì các bác có thể thay thế kiếm ở đâu cũng được. Cái này cứ ra cửa hàng nhé, các bác sẽ lựa chọn được cái lò xo này ngay. Đấy, nếu như dùng 1-2 năm mà cần thay thế. Và với cái đầu kéo này thì nó là một cái dụng cụ thông minh nhất em đang muốn đưa tới các bác nhà mình làm vườn. Khi mua hai cái là sẽ được miễn phí ship hoàn toàn. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và đã ủng hộ tới bên shop em qua những cái sản phẩm hữu ích như thế này. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé.